Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa Ngài cứu, và chúng ta được Chúa Ngài chuẩn bị cho chúng ta những gì cần thiết để đời sống mới đi theo Chúa của chúng ta được trang bị những điều phước hạnh, sữa thiêng liêng của Đạo, để chúng ta được lớn lên, được tăng trưởng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và mục tiêu của Chúa Ngài muốn chúng ta ở trong Hebrew chương 6 câu số 1 nói: ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài muốn chúng ta tấn tới ở trong sự trọn lành, ở trong ơn của Chúa. Và Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu số 18 cũng nói rằng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa là cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Hai câu kinh thánh này cho chúng ta thấy mục tiêu và lời của Chúa bảo chúng ta phải tăng trưởng ở trong Chúa. Tăng trưởng theo một tiêu chuẩn tuyệt đối, trọn vẹn. Đó là theo ảnh tượng của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa vì sự kêu gọi của Chúa và đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được khi chúng ta nhờ cậy Chúa trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hôm nay thì tôi nói chúng ta sẽ cùng học những dấu hiệu của sự trưởng thành để chúng ta biết mình đang ở đâu và còn những chỗ nào chúng ta phải kiện toàn ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể đến chỗ trọn lành ở trong ơn của Chúa. Khi chúng ta nghiên cứu Thư Gia Cơ, chúng ta sẽ khám phá rằng độc giả của Thư Gia Cơ có những nan đề trong cuộc sống cá nhân, và những nan đề này đổ vào trong sinh hoạt của hội thánh. Bởi vì ấu trĩ thuộc linh, khi chúng ta không trưởng thành ở trong Chúa thì chúng ta sẽ có chiều hướng chúng ta đem vào ở trong hội thánh và gây những sự khó khăn ở trong hội thánh của Chúa. Nhưng hình dung với tôi, những người trưởng thành thì chúng ta thay vì làm gánh nặng cho hội thánh của Chúa, nhưng chúng ta có thể góp phần vào để xây dựng hội thánh của Chúa, gây dựng hội thánh của Ngài ở trong ơn của Chúa, trong các thứ ơn mà Chúa Ngài ban cho, thì chúng ta là những người đem cộng vào hơn là chúng ta lấy ra khỏi cái sức sống của hội thánh của Chúa. Bởi vì mỗi cá nhân của chúng ta khi được trưởng thành thì chúng ta có thể trở nên người đóng góp, thay vì những em bé thuộc linh chúng ta chỉ gây những sự khó khăn và gánh nặng. Một khi chúng ta đọc Thư Gia Cơ thì chúng ta khám phá ra rằng thư tín này rất là cần thiết và hợp thời với chúng ta. Tại sao? Bởi vì Gia Cơ có những lời dạy rất thực tế đối diện với những nan đề mà chúng ta có thể gặp phải trong đời sống của chúng ta. Những vấn đề họ phải đối diện ở trong thời bây giờ, họ đã đối diện với những điều thách thức đức tin của họ, họ đối diện với những cám dỗ của tội lỗi, họ đối diện với sự thiên vị, họ đối diện với việc tranh giành địa vị ở trong hội thánh, nhất là muốn làm thầy, họ đối diện với những người không sống đúng với những gì họ công bố bằng miệng, họ phải đối diện với những ảnh hưởng của thế gian. Và đó là những vấn đề mà họ đối diện ngày xưa, và tôi tin rằng vẫn còn có trong ngày hôm nay. Bởi vì khi một người chưa trưởng thành, còn sống theo xác thịt, khi nhóm lại với hội thánh, khi sinh hoạt trong hội thánh, thì chúng ta sẽ thấy rằng xác thịt đụng với xác thịt thì nó sẽ sanh ra nhiều cái lũng củng ở trong hội thánh của Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải quyết tâm bước lên chốn cao hơn, phải có trưởng thành ở trong Chúa, để chúng ta thấy sức hiệp quần của hậu thánh của Chúa được Chúa Ngài sử dụng để chúng ta có thể mở mang đạo của Chúa, thay vì chúng ta phải dành hết nỗ lực và thời giờ của chúng ta trong việc giải quyết chữa cháy những công việc mà chúng ta thấy những con người xác thịt có thể gây nên. Cho nên anh chị em yêu dấu, hãy có quyết tâm bước lên chốn cao hơn trong đời sống của chúng ta theo như mệnh lệnh của Chúa nhẹ nhàng, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống được hữu dụng trong tay của Chúa. Nguyên do chính gây ra những nan đề là tình trạng ấu trĩ thuộc linh của một số người ở giữa hội thánh của Chúa mà Gia Cơ đã viết lá thư này. Họ thiếu trưởng thành trong mối liên hệ với Chúa Jesus Christ. Để chúng ta có thể đắc thắng những nan đề này, chúng ta cần phải có sự trưởng thành. Tôi khám phá ra trong chức vụ hầu việc Chúa, lý do lớn nhất gây ra nan đề và bất hòa trong hội thánh đó là sự ấu trĩ thuộc linh. Và chúng ta thấy điều đó. Và nếu chúng ta không khéo thì chúng ta để những đứa con, những người ấu trĩ thuộc linh này, họ có thể nằm già, họ có thể gây sự khó khăn, và họ có thể kéo hội thánh của Chúa vào trong cái chỗ mà chúng ta mất ơn, mất quyền năng của Chúa. Mình xin Chúa cho để số đông sẽ là những người mạnh mẽ tấn tới ở trong ơn của Chúa, để rồi chúng ta có sức để chúng ta có thể kéo những người ấu trĩ thuộc linh này có thể bước vào trong cuộc sống mà Chúa đã định cho những người con của Chúa. Nguyên lý do nào đó, chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa đôi khi chúng ta mất lối và thất bại trong việc trưởng thành trong mối liên hệ với Chúa. Mình xin Chúa nghe ban ơn để tối hôm nay chúng ta sẽ đến với lời của Chúa, để chúng ta thấy được những lĩnh vực mà chúng ta cần trưởng thành ở trong Chúa. Vì trưởng thành không phải là một sự lựa chọn,
nhưng là một mệnh lệnh của Chúa. Và ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi cơ đốc nhân đó là chúng ta trưởng thành theo tầm thước, tầm vóc của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là tiêu chuẩn của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta phải trở nên giống như Chúa hơn. Và bởi ơn của Ngài, Chúa Ngài muốn chúng ta đạt được những điều đó. Và tiêu chuẩn của Hội Thánh là để giúp cho cơ đốc nhân trưởng thành và mỗi ngày trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Xin Chúa cho mục tiêu này, tiêu chuẩn này sẽ được thể hiện trong đời sống của mỗi một chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói trong Ephesos chương 4 từ câu 11 cho đến câu số 14, cái tiêu chuẩn trọn vẹn này. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Chúng ta bắt đầu câu số 12, chúng ta thấy tại đây. Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thải đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước, dỗ dành làm cho lầm lạc và dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Chúng ta thấy mục tiêu của sự trưởng thành ở trong Chúa. Và một khi nhiều người trưởng thành ở trong Chúa thì chúng ta thấy rằng sẽ đem lại những lợi ích hết sức là phước hạnh ở tại đây. Hết thảy là chúng ta có thể trọn vẹn ở trong công việc của sự hầu việc Chúa, của mục vụ, của chức dịch và của sự gây dựng thân thể của Đấng Christ. Những người trưởng thành có thể được Chúa Ngài sử dụng để gây dựng hội thánh của Chúa. Cho đến chừng chúng ta thải đều hiệp một trong đức tin. Khi trưởng thành chúng ta sẽ có sự hiệp một ở trong đức tin, rồi trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, những điều này là những điều hết sức là nền tảng cho đời sống của chúng ta. Và nên bậc thành nhân. Cảm ơn Chúa, không còn là trẻ con nữa, nhưng mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Và câu 14 chúng ta thấy đây là ý muốn của Chúa. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa. Đó là ý định của Chúa, đó là mệnh lệnh của Chúa. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc. Trẻ con dễ bị người ta gạt, nhưng mà người trưởng thành có sự hiểu biết thì khó hơn để bị người ta lừa bịp mình, lừa gạt mình. Cho nên chúng ta phải trưởng thành là như vậy, anh chị em. Và chúng ta khi trưởng thành thì chúng ta thấy được mưu trước của ma quỷ, chúng ta thấy mưu trước của những con người xác thịt, để chúng ta không sập bẫy của họ mà chúng ta đứng vững ở trong ơn của Chúa. Rồi khi gió của đạo lạc thổi thì chúng ta cũng không bị dao động, bởi vì chúng ta đã trưởng thành ở trong Chúa. Anh chị em thấy những lợi ích này đòi hỏi chúng ta phải tấn tới trong ơn của Chúa là như vậy. Và trong khuôn khổ của bài này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời ban những ân tứ trong hội thánh của Chúa: sứ đồ, tiên tri, người giảng tin lành, mục sư và giáo sư, nhằm mục đích để gây dựng hội thánh của Chúa, khiến cho hội thánh của Chúa được trưởng thành ở trong Chúa. Năm chức vụ này khi có mặt ở trong hội thánh sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta có cái sự quân bình. Chức vụ sứ đồ thì được Chúa Ngài sử dụng để đi và mở mang công việc của Chúa, vì chữ sứ đồ được là người được sai phái đi ra. Đi ra để sắp đặt những nền tảng để chỉnh sửa cho hoàn chỉnh về vấn đề sinh hoạt và tổ chức của hội thánh của Chúa. Như các sứ đồ đã dùng lời của Chúa để dạy dỗ, và khi hội thánh của Chúa giữ những lời dạy của các sứ đồ thì chúng ta thấy rằng vững vàng tấn tới ở trong ơn của Chúa. Tiên tri, chúng ta cảm ơn Chúa vì chức vụ này đem lại những cái sự mặc khải từ nơi Chúa, và cũng có những cái dự đoán tiên tri để Chúa Ngài muốn làm những công việc mà qua đó chúng ta có thể chuẩn bị đời sống của mình để chúng ta sẵn sàng được Chúa Ngài sử dụng. Rồi chúng ta thấy người giảng tin lành. Hội thánh của Chúa để trưởng thành, chúng ta không thể ngồi yên một chỗ, mà chúng ta phải có việc truyền giáo, chúng ta phải rao giảng tin lành của Chúa. Rồi chúng ta thấy chức vụ của mục sư chăn dắt đời sống, cặp theo với chức vụ của sự giảng dạy. Thì chúng ta thấy rằng tất cả đều được nâng cấp lên, tăng trưởng ở trong nội bộ và phát triển ra qua việc truyền giáo, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sự bày tỏ của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng tất cả đều sẽ được nâng cấp, sẽ được tiến lên ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa đã chuẩn bị sẵn để chúng ta khi kháng khích với hội thánh của Chúa và chịu học, chịu nhận sự hướng dẫn, thì chúng ta sẽ có sự trưởng thành ở trong Chúa là như vậy. Và trước khi chúng ta mô tả sự trưởng thành, tôi xin mời anh chị em xem những gì không phải là trưởng thành. Thứ nhất, chúng ta thấy trưởng thành không phải là tùy thuộc vào tuổi tác già hay trẻ. Nó không tùy thuộc vào. Có những người trưởng thành mà chúng ta thấy rằng họ có thể là tuổi đạo không có nhiều, nhưng mà họ lại trưởng thành ở trong Chúa. Vì nó không liên hệ đến tuổi đời hay là tuổi đạo, nhưng mà
do cái người đó chịu nhận sự hướng dẫn dạy dỗ và áp dụng lời của Chúa thì sẽ được tăng trưởng ở trong Chúa. Một người có thể là tín đồ 50 năm ở trong nhà thờ vẫn là ấu trĩ thuộc linh. Người này có thể là già nua theo tuổi tác của tuổi đạo của mình nhưng mà không có sự trưởng thành. Vì sự khác biệt giữa một người lớn tuổi và một người trưởng thành, chúng ta thấy rằng nhiều khi nó khác nhau rất xa. Có nhiều người càng lớn tuổi chừng nào càng trở nên trẻ con chừng đó. Nhưng một người trưởng thành thì chúng ta thấy rằng sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người. Vì có thể dẫn dắt, vì có thể trang bị, mình có thể môn đồ hóa những người lân cận, những người đi sau mình để họ có thể cũng tăng trưởng ở trong Chúa. Điều mà Chúa ngài muốn chúng ta tiến lên ở trong ơn của Chúa, đó là chúng ta phải trưởng thành. Tôi biết có những người ở trong nhà thờ nhiều năm, nhưng khi đến vấn đề thuộc linh thì họ vẫn cư xử như trẻ con. Và đó là một sự mâu thuẫn rất là lớn mà chúng ta cần phải ở trong ý niệm, đó là giữa những điều chúng ta biết và những điều chúng ta thực hành thường nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Nhưng mà chúng ta càng trưởng thành trong Chúa thì sự khác biệt giữa những gì chúng ta biết và những gì chúng ta làm nó sẽ đi song song với nhau và nó yểm trợ với nhau. Xin Chúa ngài cho để cái khoảng cách này sẽ được rút ngắn lại. Sự khác biệt này sẽ trở nên được cởi bỏ đi để chúng ta sẽ có được ở trong đời sống của chúng ta nhịp nhàng, sự hiểu biết tăng trưởng trong đời sống thuộc linh và những việc chúng ta hành động, chúng ta làm việc trong cuộc sống thuộc thể đi chung với nhau. Thì điều đó cho chúng ta thấy một đời sống thật sự trưởng thành ở trong Chúa. Trưởng thành cũng không tùy thuộc vào trong dáng vóc của một người. Một người có thể là to lớn, một người có thể là nhỏ con. Nhưng mà chúng ta thấy trưởng thành nó không liên hệ đến cái vấn đề dáng vóc bên ngoài của một người. Có những người nhìn thì rất là trưởng thành, nhìn rất là thiêng liêng, nhưng khi đụng đến chuyện cư xử thì như là một đứa con nít, như là một con trẻ ở trong cách cư xử. Ai cũng có thể làm ra vẻ trưởng thành, nhưng khi đụng chuyện trong cách cư xử thì chúng ta xử sự như thế nào, nó sẽ cho chúng ta thấy mức độ của sự trưởng thành của chúng ta. Trưởng thành không tùy thuộc vào những thành quả. Một người đạt được nhiều thành quả nhưng điều đó cũng không có nghĩa là một người trưởng thành ở trong Chúa. Và trưởng thành không thuộc vào những gì chúng ta biết hoặc trình độ học vấn. Vì một số người có học vấn cao nhưng vẫn rất ấu trĩ tâm linh. Bởi vì đời sống tâm linh của chúng ta nó phải được bước đi trong tiêu chuẩn trọn vẹn của Đấng Christ. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta biết lời của Chúa, khi chúng ta bước đi trong sự vâng phục, trong sự tin cậy vâng lời, thì chúng ta thấy đời sống của chúng ta sẽ dễ dàng để trưởng thành ở trong Chúa. Thứ hai chúng ta suy nghĩ nó là trưởng thành nằm ở thái độ của một người. Chính cái thái độ làm nên sự khác biệt ở trong trình độ trưởng thành của một người. Và tôi tin rằng thái độ của chúng ta quyết định chiều cao của đời sống của chúng ta. Anh chị em còn nhớ câu chuyện chúng tôi kể với anh chị em về lời khuyên cũng như lời tri thức có tính cách tiên tri của mục sư Ed Silvoso, thuộc về một trong những lãnh đạo của cuộc phục hưng ở tại Argentina. Một lần khi ông có chương trình huấn luyện ở tại thành phố Houston này cho các mục sư với cái đề tài liên quan đến quyển sách mà ông đã viết, đó là để mọi người được cứu, không một ai hư mất. So none can be perished. Tôi nhớ trong buổi sinh hoạt đó, đến giờ ăn trưa, chúng tôi xếp hàng để đi lấy thức ăn. Ông đứng bên kia của hàng, tôi đứng ở bên này. Và trong lúc mà chúng tôi lấy thức ăn thì ông nhìn tôi và nói rằng, ông gọi tên của tôi, nói rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng anh một cách lớn lao. Và ông xác nhận thêm điều đó, đó là hãy trở lại với Kinh Thánh để thấy rằng tất cả những con người được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao thường là những người di dân, những người được Chúa ngài đặt để ở trong một cái hoàn cảnh mà với cái nhìn từ bên ngoài, nhìn một người mới tiếp xúc với cộng đồng đối với hội thánh đó thì có những cái thấy một cách rõ hơn. Vì thường là người trong cuộc thì tối nhưng mà người bên ngoài thì sáng hơn. Và khi tôi nghe những điều đó, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng tôi một cách lớn lao, tôi có một cái ánh mắt gọi là liệu điều đó có thể xảy ra được hay không. Thì ông có một lời khuyên kế tiếp rất là quan trọng và tôi nắm bắt được. Đó là thái độ của bạn sẽ quyết định chiều cao của bạn. Nếu tôi chỉ nhìn thấy mình sống ở trong thái độ là một người thuyền nhân, một người tị nạn, một người
không thể nói tiếng Anh như là người địa phương, người bản xứ, thì nó sẽ quyết định chiều cao của tôi đi lên đến một cái mức độ nào đó. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy chính mình với một cái thái độ mới, và ông đã thách thức hãy nhìn lại ở trong lịch sử và trong lời của Chúa, trong Kinh Thánh, tất cả những sự vận hành lớn lao của Đức Chúa Trời, Ngài đều sử dụng một người di dân. Và cảm ơn Chúa, câu chuyện ngắn ngủi đó đã đem lại một cái sự thay đổi lớn ở trong cách mà tôi nhìn thấy chính mình và thái độ của tôi kể từ đó. Chúng ta bắt đầu thấy mình là Chúa Ngài cho mình giữ sự sống của mình không chết ở trên biển cả. Ngài mang mình đến đây và Ngài cho được cái cơ hội để được tiếp xúc, được huấn luyện, được dạy dỗ, được tiếp xúc với những chức vụ đầy ơn của Chúa. Đó là một sự đầu tư trang bị của Chúa để mình có thể làm một cái điều gì đó ở trong ơn của Chúa. Và ngợi khen Chúa, thái độ đó đã đẩy chúng tôi đi vào trong vị trí lãnh đạo của nhiều chức vụ ở trong thành phố này. Chúng tôi được cất nhắc lên để làm có lẽ là người Việt Nam đầu tiên ở trong ban quản trị của trường Đại học Baptist Houston. Mà những chức vụ khác nữa, chúng tôi ở trong ban quản trị của những chức vụ lớn của tầm cỡ của thế giới. Thái độ của chúng ta quyết định chiều cao của chúng ta. Em xin Chúa cho chúng ta cùng thái độ đúng ở trong ơn của Chúa. Vì trưởng thành nằm ở cái thái độ của một người. Amen. Cái nhìn của chúng ta quyết định kết cuộc của đời sống của chúng ta. Thái độ của chúng ta là phản ảnh tư cách của chúng ta. Tư cách là con người thật của chúng ta khi chúng ta không ở trước mắt của công chúng. Amen. Anh chị em nhớ cái điểm này. Thường là chúng ta có một cái sự sống, đối với tôi nó dễ hơn khi chúng ta sống ở giữa công chúng. Và lúc đó chúng ta biết rằng nhiều người quan sát. Chúng ta có thể tạo nên một cái hình ảnh một con người như thế này thế kia. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy khi không có ai nhìn, chúng ta vẫn sống đúng theo như niềm tin của mình và địa vị của chúng ta ở trong Chúa. Thì đó chính là tư cách của chúng ta. Tư cách là con người của chúng ta khi không có ai nhìn. Chúng ta vẫn sống như vậy. Nếu chúng ta là người cầu nguyện, thì chúng ta không cần phải ở giữa đám đông chúng ta mới cầu nguyện. Nhưng mà đời sống cầu nguyện của chúng ta vẫn diễn ra dù không có ai quan sát, không có ai nhìn. Danh tiếng là những gì người khác nghĩ về chúng ta dựa trên những gì người ta biết về chúng ta. Nhưng mà tư cách là những gì Đức Chúa Trời nói về chúng ta, bởi vì Ngài biết những bí mật riêng tư của lòng của chúng ta. Chính rất là quan trọng anh chị em, chúng ta sống và nhận biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả mọi việc trong đời sống của chúng ta, ở giữa công chúng hay là tại nhà riêng của mình. Xin Chúa cho để không có một sự mâu thuẫn. Vì có những người họ sống ở giữa công chúng rất tốt, nhưng mà riêng tư thì rất là tồi tệ. Xin Chúa cho để chúng ta có sự trưởng thành ở trong Chúa và sẽ không có sự khác biệt lớn ở giữa những gì chúng ta công bố bằng miệng của chúng ta, bằng lời, với đời sống của chúng ta thật sự khi không có ai nhìn. Thì có như vậy, chúng ta mới thật sự trưởng thành và bước vào trong ơn của Chúa. Vì cặp mắt của Chúa, mắt của Đức Giê-hô-va nhìn khắp thế gian này, tìm ai có lòng trọn thành với Ngài để Ngài có thể ban phước. Xin Chúa cho chúng ta sống và nhận biết Đức Chúa Trời luôn quan sát đời sống của chúng ta. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái mức độ chúng ta rơi vào trong tội lỗi. Giảm cái mức độ chúng ta sống một cách giả hình. Giảm cái mức độ đời sống của chúng ta làm cớ vấp phạm cho người khác. Ngược lại, chúng ta trưởng thành, chúng ta sống được Chúa Ngài ban ơn. Chúng ta sống một cuộc sống mà những người thân quen nhất của chúng ta biết con người thật của chúng ta, đúng như ở tại bục giảng, cũng như ở tại nhà, ở giữa công chúng, cũng như cuộc sống riêng tư của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thái độ của chúng ta quyết định chúng ta trưởng thành hay không. Chúng muốn chúng ta lớn lên trưởng thành theo hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là một tiêu chuẩn trọn vẹn. Chúng muốn chúng ta phải được như vậy. Và trong các bài trước chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em, quyết tâm của sứ đồ Phaolô, ông đã làm đúng theo như kế hoạch của Chúa trong việc môn đồ. Đó là tôi đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Mà nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà là Christ sống ở trong tôi. Những ngày tôi còn sống ở trong xác thịt này, đó là tôi sống ở trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Anh chị em hình dung với tôi, thành phố nơi chúng ta sinh sống, khu xóm nơi chúng ta sinh sống, thì những người láng giềng của chúng ta, những người lân cận của chúng ta nhìn thấy chúng ta đó, người ta có thấy Chúa ở trong chúng ta hay không? Nó sẽ dọn đường lẽ thật này. Người ta tìm thấy được Chúa, nhìn thấy Chúa trong chúng ta, nó sẽ mở đường cho chúng ta, cho công việc chúng ta, giới thiệu về Chúa cho họ.
Bởi vì lời nói của chúng ta bây giờ, lúc bấy giờ sẽ là một cái lời xác nhận cho lối sống của chúng ta. Và người ta thấy lời nói và hành động của chúng ta, ngôn từ cũng như là cái đời sống hành xử của chúng ta, nó là một, nó không có sự mâu thuẫn. Thì chúng ta thấy rằng lời chứng của chúng ta sẽ mạnh mẽ vô cùng là như vậy. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta có thể bày tỏ phản ánh thái độ tâm tình của Đức Chúa Jesus Christ cho thế nhân hư mất, chúng ta phải có sự trưởng thành theo ảnh tượng của Ngài. Anh xem, khi chúng ta đi chuẩn bị đến một cái chuyến đi đến một cái nơi xa lạ, chúng ta cần phải nghiên cứu tuyến đường, chúng ta cần phải hoạch định chuyến đi một cách rõ ràng trước khi chúng ta khởi hành, phải không? Rồi trên đường đi chúng ta cũng phải thường xuyên phối kiểm với bản đồ để chúng ta không bị lạc. Trên đường đi chúng ta cần quan sát những cái bảng, những cái dấu hiệu ở trên đường để xác định chỗ hiện tại của chúng ta. Ở tại Hoa Kỳ này, chúng ta lái xe những đường xuyên bang, chúng ta sẽ thấy điều đó. Người ta luôn để những cái bảng chúng ta đang ở trên quốc lộ nào, chúng ta đang ở trên hương lộ nào trong lúc chúng ta đi, để giúp cho người lái xe biết rằng mình đang đi đúng trên con đường mà mình đáng phải đi, để mình có thể đến được mục đích mà mình định đến. Nhưng một khi chúng ta thấy rằng con đường mà chúng ta đang đi nó không đúng theo như trên bản đồ cũng như trong cái lịch trình của chúng ta, thì chúng ta cần phải thay đổi, hay là khi chúng ta biết mình đã đi lạc rồi, chúng ta phải đổi chiều. Thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta không đi lạc, nhưng mà chúng ta đến được cái nơi mình định đi. Rồi có những cái bản chỉ dẫn khác mà chúng ta cũng cần phải theo dõi để giúp cho chúng ta ở trong chuyến đi của chúng ta. Người ta có những cái bảng mà chúng ta thấy còn bao nhiêu dặm nữa sẽ đến thành phố đó, còn bao nhiêu dặm nữa chúng ta sẽ đến được cái mục đích mà chúng ta định đến. Điều đó cho chúng ta thấy rằng mình đang rất gần, hay là mình còn một khoảng nữa mình phải chuẩn bị để mình có thể đến được nơi. Trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta và đời sống thuộc linh của chúng ta cũng giống như vậy. Nó là một linh trình, nó là một chuyến đi xa mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải có bản chỉ dẫn, bản đồ. Kinh Thánh chính là kim chỉ nam, cũng là bản đồ để hướng dẫn chúng ta đến chỗ để chúng ta có thể trưởng thành trong đời sống tâm linh của chúng ta. Nên chúng ta mỗi ngày cần tra xem Kinh Thánh để biết mình đang ở đâu ở trong tiến trình trưởng thành theo tầm thước vóc dạc của Đấng Christ. Từ ngữ trưởng thành ở trong tiếng Hy Lạp đó là chữ teleos. Tele chúng ta thấy giống như là telephone, là điện đàm với những người ở xa. Hay là telescope là những cái viễn vọng kính. Chữ tele ở tại đây cho chúng ta thấy nó là hình ảnh của một cái sự trưởng thành. Từ cái chỗ của ấu trĩ thuộc linh hay là con đỏ thuộc linh, chúng ta đi một đoạn đường, chúng ta đi qua một quá trình để chúng ta có thể trở nên người trưởng thành. Và chúng ta phải có sự chuẩn bị. Và chữ trưởng thành cũng được dịch là chữ hoàn hảo hay là trọn vẹn. Người trưởng thành là người trọn vẹn theo ảnh tượng của Đấng Christ. Người trưởng thành là người có một cuộc sống hoàn hảo theo những ý định của Chúa. Từ ngữ này được dùng ít nhất là 5 lần ở trong 5 đoạn của thư Gia Cơ. Và trong 5 đoạn Kinh Thánh này, Gia Cơ cho chúng ta 5 cái dấu để giúp chúng ta hiểu biết mình đang ở điểm nào trong linh trình đi vào sự trưởng thành thuộc linh. Và mỗi một chúng ta cần phải đo lường mức độ trưởng thành của mình bằng cách so sánh với lời của Chúa, chứ không phải so sánh với người khác. So sánh với người khác chúng ta nhiều khi có thể bị lầm lẫn. Và chúng ta có chiều hướng chúng ta so với những người thấp hơn mình để bào chữa, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Nhưng mà khi chúng ta để cho lời của Chúa làm kim chỉ nam, làm thước đo cho chúng ta theo tiêu chuẩn mà lời của Chúa đã bày tỏ, thì sẽ chính xác cho chúng ta. Chúng ta biết mình đang ở mức độ nào. Chúng ta đo lường mức độ trưởng thành của mình bằng cách chúng ta so sánh với lời của Chúa, chứ không phải so sánh với người khác. Gia Cơ cho thấy 4 cái dấu của sự trưởng thành mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ trong buổi tối hôm nay. Cái dấu thứ nhất của sự trưởng thành đó là khả năng giữ được sự tích cực khi bị áp lực. Khả năng giữ được sự tích cực khi chúng ta bị áp lực. Gia Cơ chương 1 câu 2 đến câu 4, lời của Chúa dạy: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Mấy câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy, đó là chúng ta phải có một cái khả năng để chúng ta giữ được cái sự tích cực khi chúng ta bị áp lực. Điều đó cho chúng ta thấy cái sự trưởng thành của chúng ta. Khi chúng ta huấn luyện và sắp đặt để những người ở trong
hàng lãnh đạo bước vào trong những công tác, thì chúng tôi thường đo một cái thước đo, một cái tiêu chuẩn. Khi giao một cái trọng trách và một công việc lớn, người này có sức để có thể làm việc, có thể thực hiện công việc mà không bị vỡ chăng? Thì có nhiều người, khi chúng ta giao công việc lớn, thì họ vì chưa trưởng thành đó, thì chính cái công tác đó làm cho họ bị gãy đổ. Và đây là điều mà chúng ta thấy rằng đòi hỏi có một cái sự chuẩn bị và lựa chọn những người trưởng thành là như vậy. Hội thánh của Chúa chung, chúng ta thấy có một năng đề này. Đó là vì chúng ta theo một cái nguyên tắc nó không có trong Kinh Thánh, trong việc chọn người ở trong ban chấp hành hay là những người lãnh đạo, do lá phiếu của hội chúng, chứ không theo sự trưởng thành của người đó, cũng như sự trang bị của Chúa. Thì chúng ta thấy người ta thiếu sự trưởng thành, thì khi công việc và chức vụ, địa vị, nó có thể làm cho người đó trở nên hư hỏng. Người ta bắt đầu tham cái chức vụ, cái địa vị đó. Người ta tìm đủ một cách để củng cố cái địa vị của mình. Thay vì trưởng thành, tăng trưởng ở trong Chúa, thì chúng ta thấy rằng người ta đã để cho những cái công việc nó quyết định cái đời sống của họ. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng gây rất là nhiều sự khó khăn trong hội thánh của Chúa. Một người không trưởng thành mà ở trong vị trí lãnh đạo thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên dấu thứ nhất là khả năng giữ được sự tích cực khi bị áp lực. Và áp lực tại đây cũng có thể là khi những thử thách đến. Chúng ta trở lại với Gia Cơ chương 1 2 câu 4. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Hãy coi, chứ không phải là cái cớ hay là cái điều đó đem lại cho chúng ta sự vui mừng. Nhưng mà cái kết quả ở phía sau đó, vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sanh ra sự nhịn nhục. Cảm ơn Chúa. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành toàn vẹn. Như vậy chúng ta thấy rằng khi sự thử thách đến thì nó sẽ khiến cho đức tin của chúng ta sanh ra nhịn nhục. Và nhịn nhục khi làm trọn công việc của nó thì chúng ta sẽ trở nên trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Và là chỗ mà chúng ta thấy khi một người chúng ta quan sát và thấy rằng khi gặp những áp lực của cuộc sống, khi những sự khó khăn đến, khi những bão tố đến, họ vẫn có một cái khả năng để giữ được sự tích cực. Nên câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần đặt ra đó là khi áp lực đến trong cuộc sống thì chúng ta thể hiện như thế nào? Chúng ta đáp ứng với những áp lực trong cuộc sống như thế nào? Dấu hiệu đầu tiên của trưởng thành đó là tôi đối diện, phản ứng với những áp lực của cuộc sống như thế nào? Các môn đồ trong thế kỷ đầu phải đối diện với nhiều thách thức và áp lực. Áp lực của chống đối, bắt bớ, của thử thách, cám dỗ. Ngày nay cũng vậy, chúng ta ai cũng có lúc chịu sức đè nặng của những áp lực này. Nhiều khi như bị nhận chìm ở trong sự khó khăn đó. Và sự khác biệt giữa một người ấu trĩ là chúng ta lăn ra, chúng ta khóc lóc, chúng ta mét Chúa. Chúa ơi, sao con khổ như thế này, vân vân. Nhưng mà người trưởng thành thì sẽ đối diện với nó một cách khác hơn. Lạy Chúa, sự thử thách này, Chúa muốn dạy con bài học gì? Điều này, tại sao nó đến? Và như là một người trưởng thành, chúng ta sẽ đối phó với nó trong một cái đức tin trọn vẹn nơi Chúa. Nhiều khi chúng ta lại để cho cái áp lực đó nó nhận chìm chúng ta ở trong những sự khó khăn. Nhưng câu hỏi là chúng ta đối diện với những áp lực này như thế nào? Bị căng thẳng và khủng hoảng chăng? Than phiền, than vãn chăng? Thái độ của chúng ta có trở nên tiêu cực không? Điều đó sẽ cho chúng ta thấy chúng ta đang trưởng thành hay là chúng ta còn rất xa trong sự trưởng thành mà chúng ta phải tấn tới ở trong ơn của Chúa. Hãy chúng ta đối diện một cách bình tĩnh với sự an ninh, tin chắc rằng không có một sự thử thách nào là quá sức chịu đựng của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Thì chúng ta tin rằng việc phải kết quả tốt hơn. Và đây là điều mà chúng tôi học được trong gần 40 năm học về Chúa. Khi thách thức, khi áp lực nó đến, khi sự thử thách lớn, khi những sự khó khăn xảy ra, thì chúng tôi đặt một câu hỏi với một cái lòng tin đó rằng việc mà chúng ta toan định làm, việc trước mắt chúng ta phải là phước hạnh lắm. Cho nên cái sự thử thách cũng như là những sự tấn công nó mới lên đến cái mức độ như thế này.
Đó là thái độ của người trưởng thành. Chứ chúng ta không lăn ra khóc và chúng ta nói rằng: Chúa ơi, Chúa ơi, tại sao con đi theo Chúa mà con gặp nhiều cái thách thức như thế này? Cũng giống như chúng ta khi đi học, anh chị em thấy thầy cô có những bài thi, thì chúng ta không thể lăn ra khóc và nói tại sao thầy lại ra cái đề tài khó như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng khi chúng ta học mà chúng ta nắm vững được điều mà mình học, thì đề thi nó chỉ là một cái thách thức, nhưng mà chúng ta có khả năng để chúng ta có thể đáp ứng và chúng ta có thể làm bài thi thật là tốt. Sự trưởng thành ở trong Chúa cũng giống như vậy. Cách chúng ta đối diện với những thách thức ở trong đời sống. Một anh khác để chúng ta thấy, ví dụ như trong môn bóng rổ thì, hay là trong bóng đá, chúng ta cũng thấy điều này. Đó là khi một người chơi banh giỏi thì huấn luyện viên của đội bên kia có thể cho hai người đến để kẹp cái người chơi banh giỏi này, để có thể ngăn chặn những cái cú ném và rổ hay là những cú đá. Thì chúng ta thấy rằng cái người cầu thủ đó không thể chạy đến nói với lại cái người huấn luyện viên của mình: tại sao tôi phải đối diện với những cái sự khó khăn này? Tại sao đối thủ không để im cho tôi? Nhưng mà chắc chắn là huấn luyện viên sẽ nói: đội của chúng ta, ông bầu đã trả lương cho bạn rất là cao, để khi đối thủ nó đón chặt thì bạn có thể có những cái cách dẫn banh của mình để có thể thắng được, để có thể tiếp tục tiến tới trong việc ném banh vào rổ. Và những người đi xem, người ta cũng muốn thấy cái điều đó. Không muốn thấy bạn đứng dậm chân và khóc và nói rằng, than phiền, nói rằng tại sao họ không để yên cho tôi, để tôi tự do, tôi dẫn banh và tôi ném vào trong rổ, mà lại có người đến ngăn cản như vậy. Thì trong cuộc đấu, trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy anh chị em. Đôi khi chúng ta than phiền với Chúa, nhưng Chúa nói rằng không, ta có đủ tất cả những gì cần thiết và đã trang bị cho con, để con có thể thắng được. Bởi vì ta thành tín, không để bất cứ một cái sự thử thách nào quá sức chịu đựng của con đâu. Nhưng ta biết sức của con có thể đối diện được, cho nên ta cho phép nó xảy ra, để khiến cho con lại cứ tiếp tục được kinh nghiệm và tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Xin Chúa ban phước cho chúng ta nắm được ý này trong ơn của Chúa. Mỗi một chúng ta cần nhận biết, đối với Chúa thì Ngài quan tâm đến việc gây dựng tư cách của chúng ta hơn là quan tâm đến sự an nhàn thoải mái của chúng ta. Vì lý do nào đó chúng ta cứ nghĩ trong đầu của mình một cái ngộ nhận rất là lớn là từ khi tin Chúa thì Chúa bao che hết cho chúng ta, không còn có năng đề nữa. Và khi có năng đề đến thì chúng ta bắt đầu trách Chúa, nói tại sao. Có lần Chúa đặt câu hỏi với tôi, trả lại là Chúa hỏi chứ, tại sao không? Để chúng ta có thể tăng trưởng, để chúng ta có thể được trưởng thành thì phải có những thách thức. Cho nên chúng ta đo lường cái điều thứ nhất, đó là cái khả năng của chúng ta đối diện với áp lực như thế nào. Nếu chúng ta chưa có khả năng hay là khả năng của chúng ta còn yếu, chúng ta cần phải trau dồi thêm để chúng ta được trưởng thành ở trong Chúa. Gia Cơ chương 1 câu 12: phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi khuyến khích anh chị em giữ tinh thần tích cực khi chúng ta đối diện với những thách thức ở trong đời sống. Vì sau khi chúng ta trải qua, chịu đựng nổi sự thử thách rồi, thì cái kết quả đó là chúng ta sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời Ngài đã hứa cho những kẻ kính mến Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta để ý đến chỗ những kẻ kính mến Chúa. Đây là lời hứa của Chúa Ngài ban cho, và chúng ta phải trải qua. Phước cho người bị cám dỗ. Sự cám dỗ tới đây trong gốc tiếng Hy Lạp cũng là thử thách. Vì lúc chịu nổi sự thử thách rồi thì mới được mão triều thiên. Cảm ơn Chúa. Trong ngôn ngữ của tiếng Anh, khi một người có những cái lời làm chứng, họ gọi là testimony, thì có người đặt cái câu hỏi là: nếu không có test, nếu không có sự thử thách, không có áp lực, làm sao mình có lời làm chứng? Chúng ta thì muốn chỉ có lời làm chứng: ô, tôi đã đắc thắng. Thắng cái gì nếu chúng ta không đối diện với những thách thức ở trong đời sống của chúng ta? Muốn làm người đắc thắng, chúng ta phải có những điều thách thức ở trong đời sống chúng ta, những áp lực trong đời sống của chúng ta. Thắng rồi thì chúng ta mới là người đắc thắng. Amen anh chị em. Xin Chúa giúp để thái độ của chúng ta được đúng đắn. Và thứ hai, dấu thứ hai của sự trưởng thành đó là cầm giữ được môi miệng của mình. Một người trưởng thành là người nói đúng lúc, đúng thì, đúng từ ngữ.
Còn trẻ con thì nói lung tung. Gia cơ chương 3 câu số 2 nói chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm ở trong lời nói của mình thì ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Đây là dấu thứ hai của sự trưởng thành, đó là chúng ta có thể có khả năng để chúng ta cầm giữ miệng của chúng ta. Có những lúc có những lời nói sốc óc của chúng ta, có những lời nói xúc phạm, thì lúc bây giờ chúng ta có trưởng thành đủ để chúng ta cầm giữ cái miệng của mình, hay là chúng ta ăn thua đủ liền với họ? Trẻ con thì khác. Người trưởng thành, cái dấu của sự trưởng thành đó là chúng ta có thể cầm giữ được cái miệng của mình. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em cùng với tác giả của Thi Thiên 141, chúng ta cầu nguyện điều này. Trong câu số 3, Thi Thiên 141 câu số 3, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Chúng ta cần được Chúa nghe thêm sức cho chúng ta trong công việc này. Anh chị em, khi chúng ta đi khám sức khỏe, đi khám bệnh, thì bác sĩ thường làm cái gì? Không, có một cái cây, một cái miếng gỗ mỏng, mà trong tiếng Anh dùng là cái thân, cũng là cái lưỡi. Ông bảo chúng ta le lưỡi ra và nói à. Thì ông nhìn vào trong cái lưỡi, ông có thể thấy được chúng ta khỏe hay là chúng ta đang bệnh. Nên cho một trong những cách để thải chất độc ra khỏi thân thể của chúng ta đó là có những cái màng trắng, có khi nó có màu khác, nó đóng ở trên lưỡi của chúng ta. Khi chúng tôi kiêng ăn, chúng tôi theo dõi thì thấy được cái nguyên tắc này cũng rất là rõ. Cái giai đoạn mà chúng ta thải những cái chất độc ra khỏi thân thể chúng ta, khi chúng ta uống nước, khi chúng ta giảm thiểu cái việc ăn thức ăn, thì cơ thể của chúng ta thải ra, mồ hôi của chúng ta cũng ra cái mùi hôi hơn, lưỡi của chúng ta cũng thải ra. Và chúng ta hiểu tại sao y khoa, các bác sĩ đã được học và được huấn luyện. Nhìn cái lưỡi của một người có thể biết tình trạng sức khỏe của người đó. Trên thường họ kiểm soát, đầu tiên họ kêu le lưỡi ra và nói à, để họ nhìn trên cái lưỡi của chúng ta. Đức Chúa Trời khi khám sức khỏe thuộc linh của chúng ta, Ngài cũng nhìn cái lưỡi của chúng ta. Cái lưỡi của chúng ta, lời nói ra từ miệng của chúng ta nó như thế nào? Nếu là những lời tàn độc, nó là những lời chua cay, nó là những cho chúng ta thấy rằng đời sống thuộc linh của chúng ta còn rất ấu trĩ. Nếu lời nói của chúng ta là ngọt ngào, như là một mạch nước ngọt chảy ra, thì điều đó cho thấy chúng ta đang có một đời sống trưởng thành ở trong Chúa. Người Mỹ có cái câu loose lips sink ship, có nghĩa là hở miệng làm đắm thuyền. Rồi một câu khác, loose lips destroy life, người hở môi hại người. Và chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy cái lưỡi của chúng ta nguy hiểm vô cùng, phải không? Như lời của Chúa đã nói với chúng ta thải đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu ai không vấp phạm trong lời nói của mình thì đó là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Lời nói, công việc của lưỡi cho biết chúng ta đang trưởng thành hay là chúng ta còn là những người ấu trĩ. Lời nói có sức mạnh lớn để có thể nâng đỡ hoặc đánh ngã một người. Nó có thể mang lại sự sống hoặc mang đến sự chết. Sống chết nằm ở quyền của lưỡi. Và khi lời của chúng ta đã nói ra, thì người xưa có câu nhất ngôn trí xuất, tứ mã nan truy. Một lời đã thốt ra, bốn con ngựa chạy theo không kịp. Và nhiều khi lời khi đã nói ra rồi, chúng ta nắm nó lại không kịp. Cho nên chúng ta cần phải có cái khả năng để có thể kiểm soát, giữ môi miệng của mình. Nhiều năng đề chúng ta tự tạo cho mình chỉ vì lời nói của mình. Trong lúc chúng ta mất bình tĩnh, trong lúc chúng ta giận, trong lúc chúng ta sử dụng lời nói của chúng ta một cách không có chính xác. Thì Gia Cơ trong đoạn 3 có một số hình ảnh để nói lên sức mạnh của lưỡi. Cái lưỡi mà được kiểm soát, thì chúng ta nhớ rằng cái lưỡi nó giống như một cái bánh lái. Một cái thuyền to, thật là to, một cái thương thuyền hay là một cái thuyền mà bồn xăng đó, bồn dầu, dầu thô. Thì chúng ta biết nó rất là lớn. So với lại cái con thuyền lớn như vậy, thì cái bánh lái của nó rất là nhỏ. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng cái bánh lái đó nó có thể cải bác, nó có thể hướng cái con thuyền lớn như vậy. Cái lưỡi của chúng ta cũng vậy, nó có thể điều khiển cái hướng đi của đời sống của chúng ta, hay là nó quỷ phá cái tương lai của chúng ta. Cái bánh lái. Hình ảnh thứ hai đó là cái hàm thiết ở trong miệng ngựa. Chúng ta biết con ngựa, khi người ta để cái hàm thiết vô,
để người ta có thể cầm lấy cái dây cương, người ta kiểm soát nó. Hình ảnh thứ ba của ở trong đoạn 3 đó là một đốm lửa. Chúng ta biết một đốm lửa nhỏ, nhưng mà cái sức của nó có thể làm cháy một cánh rừng, theo như lời của Chúa. Thì ba cái hình ảnh này, ba cái vật tuy nhỏ nhưng mà nó có sức để điều khiển những điều lớn. Cái hàm thiết nó rất là nhỏ ở trong miệng của con ngựa, nhưng mà nó chính là điều có thể điều khiển để con ngựa có thể đi theo sự hướng dẫn của người điều khiển nó. Bánh lái cũng vậy. Sức mạnh của một đốm lửa nhỏ mà nó bắt mồi, nó có thể làm cháy một cánh rừng, rồi một trận cháy lớn xảy ra và có thể làm cho thiệt mạng, có thể làm thiệt hại nhà cửa, tài sản của nhiều người. Nó bắt đầu với một đống lửa nhỏ mà thôi. Khi chúng ta nghe những người nói, tôi như vậy đó, tôi nói thẳng những gì tôi nghĩ, tôi cảm nhận họ có tính cách kiêu ngạo, phải không? Nói thẳng, nói bạo, nghĩ sao nói vậy. Sự thật đó là nói mà thiếu suy nghĩ. Có thể những gì họ đang nghĩ họ không nên nói ra thành lời. Nhiều người cần khéo léo, khôn khéo hơn trong lời nói của mình. Và những điều chúng ta nghĩ trong lòng chưa chắc gì nó đúng. Những điều mà chúng ta nói rằng tôi thấy sao tôi nói vậy, thì chúng ta chưa chắc gì chúng ta thấy hết. Cho nên chúng ta cần phải để ý đến lời nói của chúng ta. Ê-phê-sô chương 4 câu 29 nói như thế này: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng của anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Câu Kinh Thánh này có sự hướng dẫn cho chúng ta trong việc chúng ta sử dụng lời nói cũng như miệng lưỡi của mình. Khi nói không phải để tự tâng mình lên, nhưng để giúp ích cho người nghe. Nếu có thể được, chúng ta cẩn thận xem xét cái lời mà tôi sắp nói tại đây nó có giúp ích cho người nghe hay không? Hay là nó đánh đổ họ? Người trưởng thành sẽ cầm giữ môi miệng của mình vì biết rằng khi mình nói một vài lời lành mà giúp ơn cho người ta thì nó tốt hơn là mình nói 100 lời mà đem lại cái sự quỷ phá. Cho nên sư đồ Phaolô cũng khuyến khích chúng ta, lời nói của chúng ta phải nêm thêm muối. Ý nghĩa phải không chứ? Chúng ta người Việt Nam lại có một cái thú, chúng ta thích ăn những cái trái nó còn xanh. Người Mỹ họ nhìn thì họ không hiểu nổi cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta biết, thí dụ như các món như là cóc mà nó còn xanh, trái cóc, hay là trái xoài mà nó xanh, thì có một cái khẩu vị mà chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta lại thích cái đó. Nhưng mà chị em, khi chúng ta cho một ít muối vào thì chúng ta có thể thưởng thức những cái món, những cái trái còn xanh đó mà những người ngoại quốc, những người của các dân tộc khác không quen đó, họ không hiểu rằng khi để một chút muối thôi thì cái độ chua có thể được giải quyết, để giảm bớt xuống và có thể ăn được. Sư đồ Phaolô nói lời nói của chúng ta, trước khi chúng ta cho ra khỏi miệng của mình, chúng ta phải để cái lời nói của chúng ta rắc một ít muối vào. Có thời gian để chúng ta suy nghĩ, chúng ta thêm muối vào để chúng ta giảm bớt cái độ chua của lời nói của mình, cái độ chát của lời nói của mình, cái mức độ của cay đắng, của đai nghiến trong lời nói của mình. Vì những điều đó khi đến thì nó sẽ không giúp đỡ được cho người nghe, nó không có làm ơn giúp ơn cho người nghe, lợi ích cho người nghe, nhưng mà nó có thể đả phá. Gia Cơ chương 1 câu 26: nhược bằng có ai tưởng mình là tinh đào mà không cầm giữ cái lưỡi của mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tinh đạo của người ấy, hạng ấy là vô ích. Ồ, câu này làm cho chúng ta phải xét lại đó anh chị em. Điều này có nghĩa là nếu tôi ghi nhớ hàng trăm ngàn, hàng ngàn câu kinh thánh, có mặt trong tất cả các lớp học kinh thánh, không vắng mặt một buổi thờ phượng nào, nhưng nếu tôi không cầm giữ miệng lưỡi của mình thì sự tinh đạo đó của tôi tất cả là vô ích. Chúng ta xem lại câu kinh thánh này. Tôi có thể cảm nhận anh chị em nói rằng ồ, mục sư, đúng, tất cả những điều đó là tốt, nhưng nó phải được yểm trợ bằng cái lời nói của chúng ta. Nhược bằng có ai tưởng mình là tinh đạo mà không cầm giữ cái lưỡi của mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tinh đạo của người ấy, người hạng ấy là vô ích. Ồ, lời của Chúa tại đây cho chúng ta thấy một cái sự cảnh giác hết sức là quan trọng tại đây. Nói lời lành là trong tình yêu thương, có nghĩa là nói với thái độ đúng và đúng thời điểm.
chúng ta cần cầm giữ cái lưỡi của chúng ta. Là người trưởng thành, chúng ta phải cầm giữ cái lưỡi của chúng ta, để lời nói của chúng ta không đem lại sự đả phá, hủy diệt, nhưng gây dựng lợi ích và gây dựng cho người nghe. Cảm ơn Chúa. Anh chị còn nhớ câu chuyện mà chúng tôi kể, có một anh chàng ăn nói vô duyên bị nhiều người ghét vì cái miệng của mình hay nói bậy. Anh có người vợ rất là khôn ngoan, thì lại căn dặn anh hôm nay đi ăn cưới anh phải cẩn thận và ít nói nha. Cả buổi tiệc cưới anh ráng giữ cái miệng của mình. Mọi người thán phục vì hôm nay cái anh hay nói bậy này, ít nói hay là không nói một lời nào. Nhưng trước khi về anh nói, này nha, cả buổi tiệc cưới tôi không nói một lời nào hết, cho nên sau này vợ chồng này mà ly dị thì đừng ai đổ thừa là tôi nói bậy nha. Ước gì anh đừng nói câu đó. Hay cũng vậy trong đời sống của chúng ta, người trưởng thành là người có khả năng để điều khiển cái miệng, cái lưỡi của mình. Có những lúc chúng tôi phải tranh đấu lắm, dù rất muốn trả lời hay là thanh minh cho mình, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho để có thể cầm được cái lưỡi của mình. Và lúc đó thanh minh nó không làm gì được lợi ích, không trả thù. Giao việc trả thù cho Đức Chúa Trời, phó mình ở trong tay của Ngài để Chúa Ngài giải quyết những điều đó cho chúng ta. Đó là điều tốt nhất. Thứ ba của sự trưởng thành mà chúng ta có thể thấy được, đó là khi chúng ta trở nên người giảng hòa thay vì người gây bất hòa. Bây giờ chúng ta sang Gia Cơ chương 4 câu số 1. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Trong câu này Gia Cơ nói đến những tranh chiến. Ông nói sự tranh chiến bất hòa xảy ra trong hội thánh là hậu quả của sự tham muốn của con người. Có thể tham muốn địa vị, có thể tham muốn những điều người khác có. Khi ta muốn điều mình không có và không thể đạt được, thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là chúng ta muốn hạ người khác để mình chiếm đoạt những gì họ có. Ma-thi-ơ chương 5 câu số 9, lời của chính Chúa Giê-xu dạy: phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cần đặt câu hỏi: tôi là người đem sự giảng hòa hay là người gây bất hòa? Vì chúng ta thấy có những người họ giống như con nhím á, cái lông có những cái nhím rất là cứng và nhọn, đi đến đâu đâm chỗ này đâm chỗ kia, đâm thọc. Đó là dấu hiệu của một người ấu trĩ thuộc linh. Người trưởng thành thì muốn gây dựng cộng đồng niềm tin của mình, gây dựng hội thánh của Chúa. Còn người ấu trĩ thì chúng ta thấy rằng vì muốn cho người ta chú ý mình hay là bất cứ một cái lợi lộc của cá nhân của mình mà bất chấp. Và thường có cái phản ứng tâm lý là muốn đạp tất cả mọi người xuống để mình là cái người duy nhất đang đứng để gây sự chú ý của những người xung quanh. Đó là cái cách và thái độ tồi tệ nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy. Lời của Chúa bảo chúng ta gây dựng, nâng đỡ anh chị em của mình, mang lấy gánh nặng cho nhau. Đó là tâm tình của những người con Chúa, những người có tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Xin Chúa giúp để chúng ta biết đặt những câu hỏi cho lĩnh vực này. Tôi có thích tranh cãi không? Tôi có phải là người hay tranh cạnh không? Tôi có nhại giận không? Tôi có hay làm tổn thương người khác không? Là người khiến cho người khác hòa thuận, bày tỏ cho thế nhân biết mình là con cái Đức Chúa Trời, bởi vì chính mình đã được giảng hòa với Đức Chúa Trời. Anh chị em, thập tự giá của Chúa cho chúng ta thấy nguyên tắc này. Khi cái chiều đứng của thập tự giá, chúng ta được giảng hòa với Đức Chúa Trời, thì chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời, với chính mình và với những người lân cận. Thì chúng ta thấy cái chiều ngang của thập tự giá đó, mối liên hệ của chúng ta với những người lân cận của chúng ta sẽ tốt hơn vô cùng. Khi cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa được tốt đẹp. Chỉ cho tôi một người hay đi kiếm chuyện hay là lời nói của mình chỉ là đâm thọc, thì tôi chỉ cho anh chị em một người đang ở trong cái chỗ bất hòa với Đức Chúa Trời. Mặc cảm tội lỗi có thể khiến cho người đó không muốn mình là người duy nhất đối diện với mặc cảm này, cho nên đi và lôi kéo nhiều người khác cùng phạm tội chung với mình. Một cái sự chiêu mộ di cảnh hết sức là nguy hiểm. Nhưng khi chúng ta là người trưởng thành ở trong Chúa, Chúa muốn chúng ta
sử dụng lời nói của mình, những điều trong tấm lòng của mình đã được Chúa Ngài giảng hòa, và chúng ta ở trong một trạng thái bình an với Đức Chúa Trời, hòa thuận với Đức Chúa Trời, thì đối với những người xung quanh chúng ta thấy rằng rất dễ để chúng ta có thể sống hòa thuận với họ. Cảm ơn Chúa. Và lời của Chúa hứa phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em trở nên những người đi ra giúp đỡ cho người khác được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đời sống đó Chúa gọi là phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Phước đó là gì? Vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Người đem sự giảng hòa là người tìm cách giúp đỡ cho những người bất hòa được hòa thuận với nhau, thay vì là người gây những sự bất hòa giữa anh em của mình. Dấu để thấy một người trưởng thành là người không luôn có những tranh chiến trong đời sống của mình. Bởi vì chính sự tham muốn khiến cho chúng ta tranh đấu, tranh chiến với những người xung quanh. Nhưng chúng ta khi trưởng thành thì chúng ta giúp cho người ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, hòa thuận với nhau. Chúng ta là người đi để đem sự giảng hòa hơn là người tạo nên sự bất hòa giữa mọi người. Cái đốc nhân chúng ta phải là những người dễ dàng để có thể sinh hoạt với người khác, có thể tiếp xúc với người khác. Đừng để mình rơi vào trong cái tình trạng là không ai dám chơi với mình hết. Bởi vì chúng ta chưa giải quyết, chúng ta chưa phá hủy những cái đồn lũy trong đời sống của chúng ta, có những thương tổn trong đời sống của chúng ta nữa. Người đau khổ đi làm đau khổ người khác, và họ sống như vậy khiến cho mọi người xa lắm. Vì ai mà dám ở gần với một người mà chúng ta thấy rằng cứ gây hấn với những người lân cận. Càng làm thì càng bị những người khác cô lập, lại càng mong muốn được nhiều người biết đến mình. Thì cái dòng luẩn quẩn nó cứ đem con người đi vào trong cái chỗ mỗi một ngày bị cô lập càng hơn. Nhưng mà cách tốt nhất là mình được giảng hòa với Đức Chúa Trời. Để rồi ai tiếp xúc với mình họ cũng thấy, ô, đây là cái người mà càng biết về con người này mình thấy rằng mình khám phá ra họ là một cái người rất là dễ thương, một cái người có một đời sống bình an, một người có một đời sống phước hạnh. Thì chúng ta lại thu hút được nhiều người đến với chúng ta. Cho nên mức độ của sự trưởng thành này cần phải có trong đời sống của chúng ta. Và cơ cho chúng ta thấy hai lý do gây ra sự xung đột. Ở trong câu số 3, anh em cầu xin, Gia Cơ chương 4 câu số 3, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ và dùng cho tư dục của mình. Chúng ta thấy hai lý do tại đây. Lý do thứ nhất gây tranh chiến xung đột, đó là vì ích kỷ. Khi tôi tham muốn mọi việc đều theo ý của mình luôn luôn thì đó là cái người ích kỷ, kiêu ngạo. Rồi câu 11 đến 12 của Gia Cơ chương 4 chúng ta thấy, hỡi anh em chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là người nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Và nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Nguyên do thứ hai mà chúng ta thấy lời của Chúa đây cho chúng ta thấy trong Gia Cơ chương 4, đó là cái lý do gây xung đột là vì chúng ta phán xét người khác. Chúa dạy chúng ta không được phán xét người khác. Nếu có, chúng ta sẽ tạo nên sự tranh chiến. Cho nên Chúa bảo chúng ta đừng phán xét ai để chúng ta không bị phán xét. À, chỗ này thì chúng ta cũng thấy có những lúc chúng ta gặp cái chỗ khó xử tại đây. Thí dụ có một anh em của mình, họ có những cái cư xử hay là lời nói của họ hay là công việc của họ, chúng ta biết họ sai. Thì câu hỏi của một số người họ đặt câu hỏi với tôi, mục sư, làm sao để chúng ta có được cái sự quân bình giữa chúng ta gây dựng một người và phán xét. Phán xét là khi chúng ta nói một cái lời phán quyết về ai đó và chúng ta bỏ đi. Như là một quan án, chúng ta tuyên án xong chúng ta chấm dứt ở tại đó. Với cái người gây dựng anh em của mình là chúng ta có thể sửa sai họ và đứng bên cạnh của họ, yểm trợ để họ có thể tấn tới ở trong ơn của Chúa. Gây dựng nó có bắt đầu với sự phán xét, nhưng mà không dừng lại ở chỗ đó.
Nếu chỉ dừng lại ở trong, sau khi chúng ta nói cái lời phán xét của mình rồi chúng ta bỏ đi đó, thì đó là một cái người phán xét. Nhưng nếu chúng ta ở lại, chúng ta cùng giúp đỡ để cho anh chị em của mình được gây dựng, được trưởng thành, được thắng những cái điều còn thiếu ở trong đời sống của họ, ích kỷ ở trong đời sống của họ, thì đó là sự gây dựng. Và tôi tin rằng lời của Chúa cũng bảo chúng ta mang lấy gánh nặng cho nhau, chúng ta gây dựng nhau ở trong ơn của Chúa. Ba lý do chúng ta không nên xét đoán người khác. Thứ nhất là bởi vì chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xét đoán một người khác là chúng ta đóng vai của Đức Chúa Trời. Và đó là một cái lỗi lầm lớn. Vì chỉ có đấng phán xét, Ngài là đấng ban luật pháp, và Ngài là đấng thánh khiết, quan án công bình trọn vẹn. Chỉ có Ngài mới có thể biết được tất cả mọi sự, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Để nó dắt chúng ta đến phần thứ hai, đó là Chúa có đủ mọi dữ kiện, chúng ta thì không. Khi chúng ta đoán xét một người, chúng ta không có đủ mọi dữ kiện, chúng ta có thể bị lầm. Khi chúng ta đoán xét một người, chúng ta đoán xét họ với một số những dữ kiện giới hạn của chúng ta. Mấy tuần trước tôi coi có một cái clip ở trên Facebook. Có một đứa học trò luôn luôn đến lớp trễ. Thì người thầy lấy cây thước ra khẽ ở trên tay của nó. Và nó cứ đi trễ hoài, cho nên mỗi lúc ông khẽ thì ông trút cái cơn giận ở trên cái đứa học trò này. Rồi một ngày kia, ông đạp xe đạp trên đường đi lên trường. Ông thấy một cái cảnh. Đó là cái đứa học trò thường hay trễ này. Nó đẩy một cái chiếc xe lăn của anh của nó là cái người tàn tật, để có thể đến cái trường học của anh của nó trước. Cho nên sau khi giúp đỡ cho anh của mình, nó luôn luôn đến trường trễ. Ông thấy được việc đó, ông ăn năn về việc của mình. Mình đã xét đoán đứa học trò của mình khi mình không biết hết tất cả những dữ kiện về nó. Ngày hôm đó đứa học trò bước vào lớp trễ như những lần khác. Thì nó biết rằng trước sau thì nó cũng bị đòn, cho nên nó đưa tay nó ra để cho thầy khẽ lấy cái thước khẽ trên tay của nó. Thì thầy cầm cái cây thước đưa cho đứa học trò của mình, rằng ông mới là người đáng bị khẽ tay trong ngày hôm đó. Vì ông đã từng xét đoán cái người học trò của mình khi mình không có đủ mọi dữ kiện. Tôi học bài học này nhiều năm về trước, cho nên tôi rất là kiên nhẫn với mọi người. Tôi nhớ năm 1986 khi chúng tôi đi tham dự một cái chương trình gọi là Đại hội Phát triển lãnh đạo. Tôi nhớ có một sư người Hàn Quốc, ông kể một câu chuyện rất cảm động. Thuở thiếu thời, ông đã trải qua một cái đời sống gia đình của ông rất là nghèo. Ông nói rằng khi ông đi học, thì một ngày kia trời ở tại Hàn Quốc thì nó lạnh lắm. Và khi thầy bảo các học trò đi ra ngoài tập thể dục, ông kêu cởi áo ra. Tức là cởi cái áo khoác ở bên ngoài, áo ấm ở bên ngoài đó. Vì họ sắp sửa năng động thì sẽ làm cho thân thể ấm lên. Thì khi ông David Kim cởi cái áo mình ra thì không có áo lót bên trong ở trần. Rồi thầy tức giận, lôi ông vào đánh trong một trận và nói rằng: Kim, mày làm bài đầu cho những đứa bạn của mình. Nổi loạn với thầy, với lớp. Ông bị một trận đòn rất là lớn ở trong ngày hôm đó. Và khi người thầy hỏi tại sao con làm như vậy, thì ông trả lời nó rằng bởi vì nhà của con nghèo và con cũng không có đủ có áo lót để mặc. Và tôi nghĩ rằng người thầy đó lúc bây giờ khi biết cái đứa học trò của mình vì nhà nghèo, nó không có đủ áo để mặc, cho nên khi bảo nó cởi cái áo ấm ở bên ngoài ra thì nó không có áo ở trong là như vậy. Anh chị em, có những lúc chúng ta phán xét những người xung quanh của chúng ta, và bởi vì chúng ta không phải là Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ biết một cách giới hạn một số những cái dữ kiện, chúng ta không thấy được hết tất cả. Chúng ta có thể bị lầm, chúng ta có thể bị hố. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta thấy điều đó, để chúng ta sẽ học không phán xét người khác. Có câu chuyện khác, cũng là bài học của những ngày khi tôi còn non trẻ. Tôi nhớ một lần kia, ban chấp hành của Hội Thánh nhóm lại, họp lại. Đó là năm thứ nhì khi, sau khi Hội Thánh của chúng ta được thành lập. Thì bao nhiêu người ngồi chờ, và có một thành viên ở trong ban chấp hành của Hội Thánh lúc bây giờ còn rất trẻ, không có mặt.
Chúng tôi ngồi chờ. Đến hơn một giờ rưỡi, một tiếng đồng hồ rưỡi sau, thì em mới đến. Thì tôi đi ra và tôi nói những câu rất nặng. Tại sao em không có cái trách nhiệm để cho nhiều người ngồi chờ mình như vậy? Thì em trả lời nói rằng, thưa mục sư, em đã cố gắng hết sức. Nhưng mà đây là cái sớm nhất mà em có thể đến được. Vì trên đường đến đây xe của em bị bể lốp. Ồ, nó như là một cái con dao đâm ở trong tim của tôi. Tại sao mình có những lời nặng mắng em như vậy, trong khi không để ý thấy tay của nó còn dính bụi, còn dơ, bởi vì đối diện với việc phải thay lốp xe của mình, để bánh xe cua vào để chạy, bởi vì bị bể bánh ở trên đường. Anh xem, có những điều ở trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta xét rõ quá sớm và chúng ta không có đủ tất cả những điều kiện, chúng ta sẽ sai lầm. Thứ ba là chúng ta không biết hết duyên cớ. Chúng ta không biết việc trong lòng của người, chỉ có Chúa biết. Nên chỉ có Chúa mới có quyền để phán xét. Sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn, nên chúng ta không nên xét đoán người khác. Vì điều xảy ra trong lòng của một người có thể khiến cho họ hành động và làm những công việc đó. Đó là lý do mà chúng ta nên kiên nhẫn với anh em của mình. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành là như vậy. Và cuối cùng mình cho em, trước khi chúng ta kết thúc, dấu thứ tư của sự trưởng thành, đó là sự kiên nhẫn và cầu nguyện. Chúng ta sang Gia Cơ chương 5 câu 7 đến câu 8. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu ở dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Và câu số 16, vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Có hai chữ chính mà chúng ta thấy ở trong đoạn 5 này, đó là kiên nhẫn và cầu nguyện. Kiên nhẫn nói đến 5 lần, cầu nguyện thì nói đến 7 lần ở trong Gia Cơ chương 5 này. Người trưởng thành là người kiên nhẫn và là người thường xuyên cầu nguyện, bày tỏ sự trông cậy hoàn toàn vào Chúa. Và Gia Cơ dùng hình ảnh của nhà nông để so sánh và giúp cho chúng ta thấy được vấn đề. Nhà nông là những người phải kiên nhẫn. Tại sao? Bởi vì họ phải chờ đợi rất nhiều. Họ cày xới để vỡ đất, rồi gieo hạt giống xuống, rồi chờ đợi. Phải một thời gian sau, tùy thuộc vào việc Đức Chúa Trời ngày cho mưa xuống, rồi hạt giống mà họ đã gieo vào đó, nó mới lên, nó nảy mầm và nó lên. Rồi khoảng thời gian sau nữa mới ra bông, lúc bây giờ mới có thể thu hoạch được. Thì cũng vậy, nhà nông phải kiên nhẫn chờ đợi. Thì chính chúng ta cũng phải biết kiên nhẫn và chờ đợi. Chúng ta phải chờ đợi Chúa trả lời cầu nguyện và những phép lạ mà chúng ta cần. Cách chúng ta học kiên nhẫn, đó là chúng ta biết chờ đợi. Và Gia Cơ trong chương 5 này dùng hình ảnh về một con người của chức vụ quyền năng là tiên tri Eli. Eli là một người rất là kiên nhẫn. Ông đến và báo với Rahab theo như sự dẫn dắt của Chúa đã làm, sẽ không có mưa xuống trên đất vì tội lỗi của Rahab đã làm. Rồi thì ông biết rằng ông nằm trong danh sách của những người mà vua Rahab sẽ truy lùng. Ông đi đến một cái nơi Chúa hướng dẫn, chờ đợi. Chim quạ phải đem thức ăn đến để nuôi ông. Và khi suối nước nó khô, Chúa lại bảo ông đi đến với người đàn bà quá, thay đổi chỗ ở, ông chờ đợi. 3 năm trôi qua không một hạt mưa xuống. Trong cầu nguyện một lần nữa, thì Chúa lại ban mưa xuống một cách dồi dào. Hình ảnh của một người hết lòng nhờ cậy Chúa trong sự cầu nguyện, kiên nhẫn, cuối cùng đã được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, xin Chúa ngài giúp đỡ để khi chúng ta học theo gương của người làm nông hay là của tiên tri Eli, chúng ta thấy ở trong Gia Cơ chương 5 câu 16 đến 18, vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất ở trong 3 năm rưỡi. Câu số 18, đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản qua màu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy được cái sự khác biệt mà tiên tri Eli đã chứng minh mình là người trưởng thành. Đó là ông kiên nhẫn, ông chờ đợi. Và trong lúc ông kiên nhẫn chờ đợi, ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện và Chúa ngài nghe và ngài đáp lời theo như thời điểm của ngài. Ông
cầu xin đừng cho mưa thì không mưa xuống đất ở trong 3 năm rưỡi. Rồi sau 3 năm rưỡi đó người lại cầu nguyện lại thì trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Điều khiển được thời tiết mà mưa bởi sự cầu nguyện của mình và kiên nhẫn chờ đợi. Cũng là điều mà Chúa ngài cũng có thể khiến cho chúng ta có thể kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ thấy những việc lớn sẽ xảy ra khi chúng ta sống một cách trưởng thành ở trong ơn của Chúa. Chúng ta bước lên một mức độ cao hơn. Chúng ta lìa bỏ lối sống ấu trĩ, lìa bỏ lối sống ích kỷ, lìa bỏ lối sống chỉ biết có chính mình. Và chúng ta trưởng thành, chúng ta tấn tới theo ảnh tượng của Đức Chúa Jesus Christ, trưởng thành theo tầm vóc của Ngài. Đức Chúa Trời có thể sử dụng, đại dụng chúng ta và tận dụng đời sống chúng ta cho vinh quang của Ngài. Anh chị em yêu dấu, xin Chúa ban phước để chúng ta kết thúc loạt bài lên chốn cao hơn với một cái thước đo từ nơi lời của Chúa về mức độ trưởng thành ở trong đời sống của chúng ta. Nếu lời của Chúa hôm nay chỉ ra chúng ta còn có những chỗ ấu trĩ trong đời sống của mình, xin Chúa giúp đỡ và chúng ta chỉnh sửa những điều đó để chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Chúa sẽ giúp sức cho chúng ta. Chúa sẽ ban ơn trên chúng ta. Chúa sẽ đại dụng chúng ta trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên anh chị em trong ơn của Chúa. Xét lại như thế nào để biết mình có kiên nhẫn hay không? Tôi đối diện với nan đề như thế nào? Căng thẳng, tiêu cực, phàn nàn hay tích cực, kiên nhẫn, chờ đợi? Câu hỏi thứ hai đó là tôi có nhạy cảm với người xung quanh không? Tôi có quan tâm đến nhu cầu và ước vọng của họ không? Hay chỉ biết của chính mình và sẵn sàng buông những lời mắng chửi khi chúng ta chưa biết hết tất cả mọi sự vì chúng ta nhảy vào kết luận quá sớm? Câu số 3, bạn có thể kiểm soát miệng lưỡi của mình không? Nếu chưa, xin Chúa nghe thương xót. Vì chúng ta thấy được lời của Chúa tối hôm nay nhắc nhở chúng ta về cái tầm sát thương và cái hậu quả của một cái lưỡi không được kiểm soát đó. Nó có thể làm cháy rừng, nó có thể làm hư hoại rất là nhiều điều. Cái lưỡi của chúng ta cần được kiểm soát. Còn thứ tư là bạn có phải là người đem hòa bình hay là tranh chiến? Hay làm người khiến cho người ta được hòa thuận? Vì chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời. Còn thứ năm là bạn có thể chờ đợi trong sự cầu nguyện được bao lâu? Tiên tri Eli, người mà Chúa Ngài đã sử dụng làm một tiên tri của quyền năng, nhưng chúng ta thấy rằng có những việc ông phải kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù Chúa Ngài bảo ông, chúng ta nhớ cái giai đoạn sau khi Chúa Ngài bảo ông đi gặp Urahab và nói rằng sẽ có mưa xuống. Ban đầu ông cũng lần lửa, nhưng cuối cùng ông đã vâng lời. Nhưng mà chúng ta thấy khi ông cầu nguyện xin mưa, ông phải cầu nguyện cho đến 7 lần thì bắt đầu mới có thấy dấu của việc có một đám mây rồi mưa mới đến. Sự kiên nhẫn trong sự cầu nguyện, đầy đức tin nơi những gì Chúa Ngài đã phán. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước để trong những cái dấu này, 4 dấu này, không có một dấu nào thiếu trong đời sống của anh chị em. Hãy đặt mục tiêu để chúng ta tấn tới lên chốn cao hơn. Cảm ơn Chúa. Xin cho phép tôi được cầu nguyện cho anh chị em. Hãy hướng lòng về Chúa trong thời gian này. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa thật tuyệt vời, một tiêu chuẩn trọn vẹn mà Chúa muốn chúng con đạt đến. Như vậy chúng con tin chắc rằng như Chúa bảo chúng con phải đến mức độ của sự trọn lành thì chúng con có thể làm được. Bởi sức của Ngài giúp đỡ cho chúng con là Chúa Thánh Linh xin giúp đỡ sử dụng các chức vụ ở trong hội thánh của Chúa, của những người dạy dỗ hướng dẫn chúng con, để chúng con cũng có thể được trang bị và trưởng thành để tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ, để chúng con cùng hiệp một trong đức tin. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn trên hết thảy anh chị em của chúng con trong thời gian này, những ai đang khao khát muốn đời sống của mình mỗi ngày là một bước xa hơn tấn tới trong sự trưởng thành thuộc linh. Xin ban ơn trên anh chị em chúng con, giúp chúng con thắng được những ích kỷ trong đời sống, giúp đỡ chúng con biết nhường đời sống của mình cho Chúa Thánh Linh kiểm soát. Và chúng con chọn bước đi theo Thánh Linh chứ không bước theo xác thịt. Chúng con chọn bước đi trong ơn của Ngài. Xin cho ban phước và giúp đỡ để hết thảy chúng con được trưởng thành ở trong Chúa, trở nên những khí cụ hữu dụng nằm ở trong tay của Đức Chúa Trời của chúng con, để Ngài có thể sử dụng chúng con cho những việc lớn, những việc khó. Chúa có thể làm xuyên qua đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài. Còn giao phó cho anh em của con, cho ân điển của Chúa, là ân điển đã cứu chúng con,
cũng là cùng một ân điểm phía bên kia, đó là ban cho chúng con khả năng để chúng con có thể sống và làm theo điều Chúa Ngài kêu gọi. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em. Tăng tới trong ơn của Chúa. Bước lên chỗ cao hơn trong đời sống của mình để Chúa có thể sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin kính chào anh chị em. Xin Chúa ban phước cho. Và trong hai thứ tư tới, chúng ta sẽ tạm ngưng buổi học của chúng ta vì chúng tôi sẽ đi Việt Nam và hầu vị Chúa ở bên đó, cho nên sẽ có những cái giới hạn ở trong việc mà chúng tôi có thể chia sẻ cho anh chị em. Nhưng thay vào đó sẽ có trực tuyến truyền hình cho những buổi nhóm anh chị em có thể theo dõi. Nếu không thể đến được tham dự đại hội thì chúng ta có thể theo dõi qua trực tuyến truyền hình ở trong ơn của Chúa. Ngài khen Chúa. Hẹn gặp anh chị em trong ơn của Ngài. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.